Xin chào các bạn, mình tên là Phan Nguyễn Nhật Lâm. Năm nay mình 9 tuổi, đang học lớp 3D trường tiểu học Lâm Hưng, huyện xã Tân Châu, tỉnh An Giang. Như các bạn đã biết, sách vô cùng hữu ích giúp chúng ta học được kiến thức mới. Ngày hôm nay mình giới thiệu với các bạn bộ sách của tác giả Giả Phan Bằng, nhà xuất bản Đồng Nai ra mắt. Bạn đọc vào ngày 29 tháng 12 năm 2020. Bộ sách này có tên Nhật ký trưởng thành của đứa trẻ ngoan. Bộ sách này gồm 10 quyển. Quyển 1: Cha mẹ không phải người đầy tớ của tôi. Quyển 2: Thói quen tốt theo tôi trọn đời. Quyển 3: Thật ra tôi rất giỏi. Quyển 4: Tôi là chế ngự đại vương. Quyển 5: Việc học không hề đáng sợ. Quyển 6: Việc của mình tự làm. Quyển 7: Dũng cảm đối mặt với khó khăn. Quyển 8: Là một người trung thực. Quyển 9: Là một người biết ơn. Quyển 10: Là một người bao dung. Các bạn có thấy những quyển sách mình cầm trên tay có màu sắc và vẽ minh họa rất bắt mắt không nào? Mỗi quyển sách mang một chủ đề với những câu chuyện những thú vị, dễ hiểu, dễ đọc, mang đến cho chúng ta nhiều bài học như sự tự tin, sự tự lập, lòng biết ơn, lòng dũng cảm, lòng bao dung, và từ đó dạy chúng mình có đức tính tốt, từ đó có được tương lai tốt đẹp. Từ ngữ trong sách ấm áp, rần rủi trong bộ sách này em tâm đắc nhất là câu: đừng nên nghĩ cả đời mình sẽ sống dựa vào người khác. Bạn nên nhớ rằng người giúp đỡ bạn chỉ có thể là bạn mà thôi. Mong rằng các bạn cũng có niềm yêu thích bộ sách này giống như mình. Chắc chắn nó sẽ là người bạn giúp chúng ta tự tin, nâng cao nghị lực, vững bước để đi đến thành công. Hãy tìm đọc Mưa Quyển Nhật Ký Trưởng Thành của đứa trẻ ngoan các bạn nhé. Tạm biệt các bạn.